Vâng, xin chào chương trình, chào bác sĩ. Vâng. Tôi tên là Hải, vâng. 61 tuổi. Vâng. Tôi ở Hà Nội. Vâng. Tôi bị bệnh Parkinson 2-3 năm rồi. Vâng. Có đang dùng thuốc Lisinopril. Vâng. Nhưng dạo gần đây thôi, thấy cái tình trạng nó run tăng lên. Vâng. Thỉnh thoảng còn cảm thấy người rất là mệt mỏi. Vâng. Mà có lúc cảm thấy nó thất thần. Vâng. Tình trạng của tôi giờ phải điều trị nó như thế nào rồi vậy? Tôi có nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn anh Hải ở Hà Nội. Anh gọi điện về chương trình. Ở 62 tuổi thì anh không may mắc cái bệnh Parkinson cũng 2 năm nay rồi, đúng không ạ? Và anh vẫn đang điều trị thuốc Tây, tức là cái thuốc bổ sung dopamine levodopa. Thì nó có những tác dụng phụ mà vừa rồi từ đầu MC cũng có nhắc. Và những triệu chứng mà anh đang mắc phải đấy thì nó có đặc biệt là cái thuốc Tây này nó dễ nhờn thuốc cái loại bổ sung cái dopamine bằng thuốc Tây. Thì và nó để lại nhiều tác phụ mà rất mệt mỏi, rất phiền phức cho anh. Thế thì anh nên sử dụng kết hợp với thảo dược là Vương Lão Kiện. Thảo dược này hoàn toàn từ 8 loại mà các cụ chúng ta đã sử dụng hàng ngàn năm nay và đã được y học hiện đại chứng minh các thử nghiệm lâm sàng ở trên thế giới và Việt Nam trong những năm gần đây chứng minh rằng 8 vị thảo dược này trong cái Vương Lão Kiện đã có tác dụng như thế nào, cơ chế ra sao trên thế giới và Việt Nam đã đánh giá. Và anh nên dùng sản phẩm này cũng 10 năm nay rồi và cũng đã được ghi nhận rồi. Anh nên dùng sản phẩm này thì nó giúp cho anh nó cải thiện dần dần và làm giảm các tác dụng phụ. Chỉ xin nhắc lưu ý anh uống khi đói trước ăn 1 tiếng đồng hồ hoặc sau ăn 2-3 tiếng đồng hồ, uống cách xa các thuốc khác của bác sĩ ít nhất 1 tiếng đồng hồ trở lên. Đấy, và cũng là các vấn đề đi cùng với dùng thảo dược này, tức là về tinh thần, về tập luyện, về đi bộ cũng như chế độ ăn của cái bệnh tim mạch. Bởi vì chúng ta biết bệnh lý hoàn toàn là do tác động tới can và thận. Thế thì các cái thảo dược, 8 thảo dược ở đây chủ yếu vẫn tác dụng tới can và thận, quy kinh can và thận, tức là gan và thận. Thận là thận có y học cổ truyền, không phải hai của thận đâu ạ. Nó nhiều chức năng của thận lắm. Đấy, cho nên là anh nên sử dụng thảo dược này. Vâng. Và kết hợp với các vấn đề khác chúng tôi vừa nói, vâng ạ. Vâng ạ, như vậy là chú Hải cũng đã lắng nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ rồi. Và như bác sĩ vừa mới chia sẻ đấy ạ, chúng ta nên sớm sử dụng thêm sản phẩm Vương Lão Kiện để có thể cải thiện được tình trạng run của chú hiện nay. Đặc biệt là với sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược không gây tác dụng phụ như là mệt mỏi hay là thất thần mà chú đang gặp phải, thì chú hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng lâu dài chú nhé. Mình cũng nên dùng liên tục từng đợt từ 3 đến 6 tháng để có hiệu quả phục hồi tổn thương thần kinh và làm chậm cái tiến triển của bệnh Parkinson ạ. Tay chân run rẩy hàng ngày, giọt nước cũng khó tỏ bày cùng ai, ăn cơm cơm đổ ra ngoài, phiền cho con cái tương lai nhọc nhằn, công việc tỉ mỉ khó khăn, cầm bút run rẩy chẳng căn chuẩn hình. Đây đã có Vương Lão Kiện, thành phần thảo dược chính từ Thiên Ma Câu Đằng, hỗ trợ giảm các triệu chứng run chân tay sau tai biến do tuổi cao, hỗ trợ tăng cường khả năng vận động. Có Vương Lão Kiện thật hay, tăng cường vận động run tay đỡ liền.